Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Chàng trai bị bắt cóc suốt 26 năm được tìm thấy dưới căn hầm hàng xóm cách nhà chưa đầy 100m. Một thiếu niên mất tích từ năm 1998 đã được tìm thấy còn sống vào cuối tuần qua trong tầng hầm của một gia đình chỉ cách nơi anh ở 300 feet, gần 100 mét. Theo truyền thông Algeria, Omar bin Omran đã được giải cứu hôm 12 tháng 5 vừa qua khỏi nhà của kẻ đang bị tình nghi bắt giữ anh 26 năm trước khi đang trên đường đến trường. Omar, 45 tuổi, đã được giải cứu từ tầng hầm bên dưới sàn phủ đầy cỏ khô của người hàng xóm trong chuồng cừu. Đoạn video ghi lại cho thấy Omar khi được phát hiện đã vô cùng bối rối. Theo văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Dechava, kẻ bị cáo buộc bắt giữ người trái phép là một người đàn ông 61 tuổi sống một mình. Các nhà điều tra đã nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân sau khi anh trai của nghi phạm tiết lộ em trai ruột của mình có liên quan đến một vụ bắt cóc. Trong khi đó, cả hai vẫn đang tranh giành quyền thừa kế. Lực lượng chức năng sau đó đã mở cuộc điều tra và tiến hành khám xét nhà của người đàn ông này. Sau đó, họ đã phát hiện một cánh cửa sập được phủ bởi cỏ khô trên sàn nhà. Cuối cùng, họ đã tìm thấy Omar dưới cánh cửa. Omar sau đó đã được đưa đến một trung tâm y tế để điều trị cả về thể chất lẫn tâm lý. Trong khi đó, nghi phạm giấu tên sẽ buộc phải đứng trước tòa vì tội ác của mình. Theo các bản tin Algeria, kẻ bắt cóc cũng bị buộc tội giết hại con chó của Omar. Chú chó này đã quanh quẩn trước nhà nghi phạm suốt một tháng sau khi chủ của mình bất ngờ biến mất. Sau đó không lâu, xác của chú chó bị bỏ lại trước cửa nhà Omar và được cho là bị đầu độc. Đáng buồn thay, mẹ của Omar, người không ngừng tìm kiếm đứa con trai mất tích, đã qua đời vào năm 2013. Trong khi các thành viên khác trong gia đình tin rằng anh đã bị giết trong cuộc nội chiến, thì trong thâm tâm mẹ anh vẫn cảm nhận được con trai mình còn sống. Điều ước cuối cùng của bà là làm ơn đừng ngừng tìm kiếm Omar, tôi chắc chắn rằng con mình vẫn còn sống. Theo các bài báo của Algeria, nạn nhân đã nói với các thành viên trong gia đình rằng thỉnh thoảng anh có thấy họ đi ngang qua cửa sổ nhà của kẻ bắt cóc nhưng không thể nói hay gọi họ, giống như anh đang bị giam cầm bởi một loại bùa chú nào đó.